Xin chào mọi người, đến với Khang kia nè. Trên tay mình đây là nồi hấp SA232X của Studi các bạn, đang sửa cho công ty Yến Việt ha. Yến Việt ở Phan Rang, Khánh Hòa đã gửi cho công ty Khang kia để kiểm tra sửa chữa cái nồi hấp SA232X ha. Cái dòng này rất là đặc biệt các bạn, nó có thể sử dụng trong các cái ngành y tế, ngành thí nghiệm, ngành khoa học hay thậm chí là hấp yến như bên công ty ở đây. Họ trưng cất hũ yến này để phân phối đến cái lượng trưng cất bảo quản lâu cho khách hàng. Đó, đây kỹ sư đang sửa chữa các bạn. Sửa chữa sản phẩm ha. Sau nhiều năm sử dụng thì nó sẽ có nhiều các cái biến động cũng như là cái hư hao. Đó, thì công ty sẽ sửa chữa. Đây. SA232X. Cái dòng này rất là hay, nó sẽ có cái quá trình chạy được ghi trên đây, cũng như là các cái thông số và bơm nước như mở nước bằng tay, nó có một cái tăng nước trên này các bạn. À, tăng nước này cũng có thể bị hư ha. Đây là cái khu vực đồng hồ áp suất, ống đồng nối, ống dẫn ha, bồn chứa để hấp đây, cũng như là hộp đựng ha. Họ xếp yến vô trong hộp này để họ đựng. Đây là một cái mạch điều khiển ha, một cái vi mạch đó, nguồn rồi tất cả các thứ nằm ở đây. Thì hư đến đâu công ty Khang Kiên sửa đến đó các bạn, với chi phí tiết kiệm cho quý anh chị và các bạn ha. Đó, có rất nhiều cái dòng nồi hấp được sửa chữa tại Khang Kiên, hầu như sửa chữa tốt các bạn, hoạt động rất là tốt cho quá trình sử dụng của chúng ta diễn ra được xuyên suốt. Đó, những cái dòng ngang như thế này và những cái dòng lớn thì các bạn có thể liên hệ công ty Khang Kiên để có thể sửa chữa cái dịch vụ này ha, bằng website sửa thiết bị thí nghiệm com.vn hay là những thiết bị nồi hấp đứng như thế này, cái là 232 hay là máy ly tâm ha, cũng được sửa chữa. Đây dòng SA300VF đứng cho y tế ha, cũng được Khang Kiên sửa chữa. Rồi các bạn có bất cứ nhu cầu nào vui lòng truy cập website sửa thiết bị thí nghiệm com.vn để liên hệ về dịch vụ ha. Xin chào, hẹn gặp lại.